Người giới thiệu tất cả mọi người, đây là cô Hạnh ở Lào Cai. Thì trước cô công tác ở bệnh viện, thì bây giờ cô ấy chia sẻ về cái thế trước đây cô bị cái vấn đề gì, xong sau khi cô dùng cái sản phẩm Wispan ấy thì cô có cái thay đổi như thế nào? Báo cáo với cháu là cô đã dùng rất nhiều rồi, rất nhiều các loại sản phẩm, tất cả các loại phẩm về thực phẩm chức năng cô dùng nhiều. Thiên Ngọc Minh Uy rồi thì cái gì nhỉ? Thiên Ngọc Minh Uy này, rồi Đại Dương Xanh cô vừa rồi cô vào mất 70 mấy triệu, cô gần chết. Nhưng mà tóm lại cô thấy vẫn thế, chả giải quyết gì. Cô như cô đang bị, cô bị vấn đề gì? Nhưng mà cô đau xương khớp, thế rồi là mặt mũi nó nhăn, da nó xấu, không đau, nhất là đau xương khớp. Thế cô gặp mà cô Vân ở toán thành phố, thế cha chia sẻ với cô, cô lấy luôn về cô dùng một lọ. Wispan đúng không? Đấy, cô chả biết cái gì nó dài đấy đấy. Thì cô mới dùng được, bây đến hiện tại tính ra đến bây giờ nhá, thì cô chỉ được 40 ngày thôi. Còn lại là cô cho mọi người, bạn bè cô mỗi ngày dùng 5 ngày. Thế cô có cái kết quả như nào, cô chia sẻ mọi người. Cô thấy là về mặt thì cô không nhận cảm nhận được, cô cảm nhận là mình đã chia sẻ chỗ Vân đấy, nó đưa lên cả các nơi đấy. Nhưng mà về mặt nó thay đổi như nào? Thay đổi hoàn toàn luôn đấy. Thế nhưng mà về cái xương khớp cô đau, nhưng cô đau lưng, cô đứng lên ngồi xuống không được, thậm chí tối nào các cháu nó phải đấm lưng cho. Thế mà cô dùng tự nhiên nó quên đi, cô mất đi lúc nào không biết đấy. Thật sự là cô bảo Vân là từ trước giờ chưa bao giờ yêu về thực phẩm chức năng, ai mà nói đến cô rồi đến mua là cô chán, mà thậm chí là cô còn nói cho cô chán đến như thế. Cô dùng quá nhiều rồi, dùng quá nhiều vì không nào nghĩ chăm mình rất nghèo nhưng mà phải chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng mà đến Nu Skin thật sự là yêu. Vâng. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Mọi người hãy đến bên Nu Skin nhé, cho thấy da cô hình như là cũng đỡ, cũng đẹp hơn đúng không? Nói chung là cũng đẹp hơn. Chắc thế, cô cũng chẳng biết được vì mấy này thật sự là cô dậy nắng mất nhiều quá.